Thắng Hoàng chào các bác nhá. Hôm nay lên sóng cho anh em cục đẩy 5S. Đấy. Cục đẩy 5S GT 6.0. Mẫu máy này thì là máy Class D, công suất là 600. Khỏe, anh em sử dụng gia đình 30 40 thoải mái này. Đấy, sử dụng gia đình 30 40 rất là ok. Thương hiệu 5S nha anh em nhá. Đẹp, thiết kế cũng tương đối là đẹp. Mặt phay nhôm vàng gold, logo 5S ở phía giữa. Của điều khiển nó volume đèn nháy ở phía giữa luôn. Cái tai cũng rất là đẹp. Gọn gàng, chỉ khoảng tầm 4-5 kg thôi các bác ạ, 4-5 kg thôi. Chiều sâu cũng ngắn nhá, chiều sâu cũng ngắn nha anh em nhá. Tầm 27 đến 28 cm thôi. Thương hiệu 5S là một cái thương hiệu cũng khá là nhiều sản phẩm được bán trên thị trường Việt Nam. Loa 5S, đẩy 5S, vang 5S, mic 5S, sản phẩm của hãng, logo hãng 5S khá chất lượng. Phía sau thì có đầy đủ chức năng cho anh em sử dụng, bao gồm đầu ra là có cầu loa để bắt dây trực tiếp và hai cái lỗ để anh em cắm jack logic tín hiệu vào, linh tín hiệu ra, rất là đầy đủ luôn cho anh em nhé. Chế độ sitter, bride đầy đủ luôn, chập kênh, gain. Đây, mời các bác cùng xem bên trong phần nội thất. Đây là phần nội thất của máy này. Máy này tiếng rất là lực và hay, sáng, sáng tiếng nữa. Công nghệ Class D thì nó làm mà thông thường nó thiết kế trên những các cái bo súp công suất cao, loa liền công suất, gọi là loa acti. Bởi tính chất nó là gọn, khuếch đại cao, dễ bố trí, gọn gàng, dễ bố trí lắp ráp. Máy này thì thằng Hoàng bán cho bác, các bác là bảo hành 3 tháng, và nếu như anh em có nhu cầu sau này về lâu dài hư hỏng cứ liên hệ thằng Hoàng hỗ trợ cho các bác nhé. Con này thì bên em bán ra cho tất cả mọi người là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng. Đấy, anh em nào có nhu cầu mua thì gọi trực tiếp qua số 0969800985 nha. Cảm ơn các bác đã theo dõi video và chào các bác.